Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 23 tháng 9 năm 2022 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay là miền Nam ở trên kênh, nó không có gì. Mong anh chị em quan hỷ. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai trên đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh. Ở Vĩnh Long mình dự đoán cái cặp 12-21 Bình Dương, mình dự đoán cái cặp 28-82. Còn Trà Vinh mình dự đoán cái cặp 19-91. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.